Máy sử dụng bảng điều khiển có công tắc chỉnh thời gian theo phút, 10 giây và 1 giây giúp việc sử dụng trở nên vô cùng tiện lợi và dễ dàng. Có thiết kế nút tắt khẩn cấp dùng cho những khi có trục trặc. Máy sử dụng với nguồn nước cấp trực tiếp, giúp tạo độ trơn, hạn chế đến ảnh hưởng da cá. Lưu ý khi sử dụng, để máy trên bề mặt bằng phẳng, nước phải cấp đều khi máy đang chạy, thời gian hoạt động của máy phải tỷ lệ thuận với kích thước cũng như số lượng cá trong thùng làm việc.